Bây giờ Đức Thầy viết cái đạo thiền ở trong cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo nè. Sau khi đến năm 1942 thì xuống dưới ở dưới Bạc Liêu. Bây giờ Ngài viết cái bài mà Tôn Chỉ Hành Đạo, sự cúng lại không đủ để tỏ ra cho ta là một tín đồ chân thành của đạo Phật. Tại sao? Vì Đức Phật không bao giờ ngó ý nói rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ đổ giúp các người. Mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý thì Ngài sẽ hướng dẫn dẫn hộ. Thì huynh mười, tôi muốn cho quý vị mình ủng hộ qua cái chương trình, cái qua cái đàn pháo tay đó là chi, tán thán qua cái những cái câu quá nói là đặc biệt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cho quý vị mình vỗ tay cho cái hội trường nó ấm áp lên, nó bớt đi một cái sự hôn trầm. Cái thứ ba nữa là khoa học người ta nói vỗ tay nó thông các cái động mạch, nó không bị tai biến. Dạ, vậy thôi mời ông Úc. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi tên Úc Thoa, ở Cù Lao Tân Phong. Xin hỏi anh mời một hai câu. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Chà thầy, mình có phiên sớm với chiều gắn ký nguyện cầu mà sao thầy mình nói tu không cần lại cần quỳ, cho anh mười cho biết. Nam mô A Di Đà Phật. Ủng hộ cho anh Úc, tôi đồng hóa tay đi. Ông nói thầy nói tu không cần lại cần quỳ, ông phái cái pháp môn này không cần lại, nhưng mà ông ra đó ông quỳ hoài giùm cho tôi đi. Ừ, thì ông khỏi lại. Thôi vậy nói vậy chứ để trả lời cho ông mười. Thôi mời anh. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay báo cáo với hội trường cho biết đó, là tôi bị cái bệnh mổ mắt ở thành phố trên dưới là 20 ngày. Khi trở về đó an dưỡng 10 ngày nữa là đúng một tháng đó. Nhưng mà tụi tôi rất trướng mến cái tinh thần hiếu kỳ học đạo của cô bác anh chị em, cho nên ở vùng xa dầu cỡ nào cỡ, tôi nói mà đêm nay mà chúng tôi nhờ Đức Thầy độ cho tôi mạnh giỏi để sáng ngày đi là được rồi. Sợ con cây này nửa đêm đó, rồi kể như là tử thần đã tới đó rồi đó, không có đi được đó. Dạ dạ. Thì thôi giờ đây chúng tôi trở lại đáp ứng theo sự nhu cầu chung của hội trường, cô bác anh chị em. Ở nơi nào chúng tôi vậy đó, trình bày nó có lâu nhất là 3 đề tài là hết rồi. Là vì cô động chăng đi nữa thì chúng tôi đảm trách chỉ có một tiếng đồng hồ, mà cái lời nói đầu với cái lời nói sau cùng mới trừ hao khoảng 20 phút rồi. Thành ra từ đó hôm nay chúng tôi làm đây là cái đề tài này thứ tư rồi, nó cũng lố hơn cái thời gian trước, nhưng mà nó cũng vui mừng. Hiện nay cái anh Úc này ở bên Cồn Tân Phong mà lâu lắm đó, hôm nay trên dưới là trước cái thời đại dịch nó là anh em mình vắng mặt rồi, ít có gặp rồi. Thì thời gian này gặp lại tao ngộ nhau vậy đó hen, thì chúng tôi quá vui mừng. Thì thôi bây giờ để anh đưa cái động văn. Cái động văn này cũng không lạ gì với số của bác anh chị em mình, từ cái ngày ông cố vấn mà ông còn, cho đến khi mà ông đã mất đi thì vẫn còn đâu đây những cái tiếng nói của ông cố vấn ngày xưa, là rõ ràng tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao ra, công lọc kỹ thì thao nó ra dài. Lẽ ra thì nói bốn câu như vậy nó mới đủ cái giấy đó. Dạ. Nhưng mà anh đưa ra có hai câu à. Hai câu là tôi không cần lại cần quỳ đó. Ở tôi nó có ở trên xã tôi nữa không, có hai đơn vị này thôi. Mình nói miễn nói tên đi, thật ra là người ta cũng thích cái câu này dữ lắm. Ta nói tôi không còn lại cần quỳ như vậy này, nó dễ dàng quá, dễ tu quá. Thành ra ông thích hết hai câu này mà ông không có cúng lại luôn đó. Mãi tới giờ này cũng không cúng lại luôn. À, ông chấp hai câu này, ông không cúng lại luôn đó. Có và bây giờ hôm nay anh gửi lại cái câu này, nhớ là cái kỷ niệm ở tại đi quê hương chúng tôi. Có hai đơn vị cũng thích hai câu này, nhưng mà người ta lầm rồi, cô bác anh chị em, lầm rồi. Hiện nay nếu cô bác anh chị em nào đã có từng coi giảng, coi kinh của Đức Thầy, chúng ta mới thấy được cái thể thức của Đức Thầy viết đó. Thì rút trong kinh tạng 12 bộ kinh của Đức Phật khi xưa vào đây nè. Một khế kinh, hai trùng tụng, ba già đà, bốn tử thiết, năm vị tận hữu, sáu bản sanh, bảy bản sự, tám hy hữu, chín tỷ dụ, mười lượng nghĩa, 11 nhân duyên, 12 là cốt tỷ kinh hay là bát gia kinh. 12 bộ kinh ngày gom vào đây nè. Cho nên gọi là trúc trong các lượt cái kinh. Nhưng mà như vậy chưa có trong 10 tông của Đức Phật khi nó nhập niết bàn rồi, gọi là Tô Sớ tông, Thành Thật tông nè, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông, Tam Lượng tông, Chư Ngôn tông, Thiên Thai tông, Lực tông, Thiền tông, Tịnh Độ tông, 10 tông này nó cũng nằm ở trong này nè. Rồi tám giáo, tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, duyên giáo, đúng giáo, tiệm giáo, bất định giáo và bí mật giáo, gồm có tám giáo cũng nằm ở trong cái thi văn sưu tập này. Không còn thiếu à. Cho nên giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, cái chữ tu nó vuông tròn. Nó không còn thiếu rồi. Cho nên tôi nói hoài nè cô bác anh em, nếu nói về sấm giảng của Đức Thầy thì tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người.
và sự sưu tầm của một cái vị mà giảng viên nói gì sâu và cạn mà thôi à, chứ không bao giờ thầy nói đây là nói cái chuyện mà dạy bậc thông thường hay là dạy cái bậc trung căn hay là thượng ký, không có đâu. Thầy dạy hết như vậy, nhưng mà tùy theo cái sự nhận xét của mỗi người. Thì thôi bây giờ trở lại cái câu tu không là cần lại cần vi nó. Ở đây Đức Thầy nói qua phương pháp Đại Thừa, kể như Thiền Tông đó cô bác á chị. Nếu ai có từng đọc qua trong Pháp Bảo Đàn của Đức Đục Tổ Huệ Năng, thì Ngài viết cái đoạn văn là lòng bình đẳng không cần giữ giới, làm việc ngay đó há đợi tu thiền. Như vậy nổi cái câu này đó cô bác anh chị em, đáp ứng theo cái câu là tu không cần lại cần quỳ, nó đúng như ngang trăng với nhau như vậy nè. Cái người mà lòng được bình đẳng rồi khỏi có giữ giới, cô bác anh, là người ta đã giữ giới lâu đời rồi, người ta thần thành trong tâm ta, nó đâu cần vấn đề giữ giới nữa. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý cho chào hóa tay. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh hai cái câu này được giải tỏa được. Lòng bình đẳng không cần giữ giới, nghĩa là cái người được bình đẳng thể tánh rồi đó thì người ta khỏi cần giữ giới. Ta đã thành Phật rồi, ta đã thành tựu được cái quả đâu rồi, cho nên từ đó nó không cần giữ giới. Còn làm việc ngay đó há đợi tu thiền. Cái tu thiền là tại vì cái sửa cái tư tưởng của mình. Mà hiện nay cái tư tưởng của mình nó chưa có đi đúng cái chỗ chánh trơn của thiện mỹ rồi. Cái tà tâm nó vẫn còn hoài, cho nên từ đó phải thiền quán để giá thấy được cái xác thân giả tạm này mà trở về với cái chân lý của cái con đường trung đạo của Đức Phật cái xưa nên gọi là chánh chân. Cho nên há làm được cái việc ngay y như vậy rồi nó, thầy nói vậy ta nên làm việc thẳng ngay, hãy cứ bền chí thì có ngày thông thả, đó là đạo thiền đó, đó đạo thiền đó, phải không? Cho nên nhớ là dầu cho gặp nấm hùm beo, tự bi dẫn niệm quyết đeo khỏi rừng, đâu nản chí mà ngừng việc phải. Cái việc phải là lẽ phải của đạo lý, là cái việc ngay thẳng của chánh chân của thánh nhân khi xưa. Thành ra từ đó hôm nay mình ráng cố gắng làm theo hai con này thôi, là bên Thiền Tông đó người ta mới nói qua vấn đề làm việc ngay hai đợi tu thiền. Vậy thì tu không cần lại cần quy. Bây giờ Đức Thầy viết cái đạo thiền ở trong cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo nè. Sau khi đến năm 1942 thì xuống dưới ở dưới Bạc Liêu. Bây giờ Ngài viết cái bài mà Tôn Chỉ Hành Đạo, sự cúng lại không đủ để tỏ ra cho ta là một tín đồ chân thành của đạo Phật. Tại sao? Vì Đức Phật không bao giờ ngó ý nói rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ đổ giúp các người. Mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình thiệt hành theo giáo lý, thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ. Đó có vậy theo đạo thiền của Đức Thầy viết đó. Nói rằng vậy thì có số bà con người ta chấp nhận về vấn đề cúng lại không à, người ta không làm việc từ thiện, không có thấy quán xét được trong tâm mình. Thì những cái chế tà tâm này đó, cái người niệm Phật kia mà cần phải diệt được cái lòng tà, làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc, mà niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nó thì như vậy thì mới được sống coi thiên thánh. Cái người niệm Phật mà không có dẹp được lòng tà thì pháp môn tịnh độ cũng chỉ niệm bên ngoài thôi, chứ cũng chả trở lại cái nội tâm. Cho nên từ đó hôm nay cái người tu đó, chúng ta phải xét là các con giả của Đức Thầy để minh định rằng pháp môn của Đức Thầy đưa nay nó là pháp môn cao. Nếu chúng ta tu không gần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, chứ sửa đó là tu chứ gì, mà ngồi đâu cũng sửa là sửa gì. Đây là Đức Thầy đưa qua chữ sửa nè. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa và đạo đức. Đúng vậy đó, cái sửa đó là sửa gì tư tưởng đó. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi thường nói với cái số bà con cái mẫu chuyện mà cái thằng ăn trộm đó. Ở đây sẵn đây chúng tôi kể đoạn gọn gọn thôi. Ngày xưa trong kinh Phật có kể lại đó, cái mẫu chuyện thằng ăn trộm. Vậy là một hôm vua Ba Tư Nạc nó đi săn bắn vào một khu rừng, vì mê mang một cái con thỏ tới cái ngã ba đường cho nên nó tọa lạc trong một khu rừng. Khi mà trời đã xế chiều rồi mà ông không có lối ra trở về kinh đô, càng đi sâu chừng nào lại là càng lạc vào sâu trong một rừng thẳm chừng này. Vậy là ông đã lạc vào trong một cái miếu của một vị gã hung thần, thì cái gã hung thần đó là thường ăn thịt người. Cho nên lúc bấy giờ đó cái gã hung thần kia cười lên một tiếng cười rinh rỉnh, hay lắm thay, phải lắm thay, bụng ta đang đói, chân ta đang run, thế mà cũng có thịt đem đến nạp mạng cho ta rồi. Thấy vậy được, gã hung thần liền giương 10 cái ngón tay nanh vuốt của quát châm đến nơi để xé xác đức vua. Thì đức vua thất thế rồi, biết là như vậy là mình đã lạc vào trong một vị gã của vị hung thần rồi. Cho nên lúc đó liền ông vua ông tuột xuống ngựa liền, chắp tay liền là thưa ngài, nếu quả ngài là một vị thần linh tại cái rừng núi này đó, thì xin ngài hãy tha mạng sống cho tôi. Vì hôm nay ngài ăn thịt đó thì ăn chỉ một mình tôi và các con ngựa tôi thôi, mà chỉ có một ngày nay ngài no bụng. Nếu như mà ngài tha tôi được trở về kinh đô thì ngày nào người cũng đều có thịt ăn cả.
Thì lúc đó cái vị gã hung thần mới nói: té ra ngươi là một vị vua tại đất nước này à? Thôi, nếu thiệt là ngươi là một vị vua đất nước này thì ta tha mạng sống cho ngươi được trở về kinh đô. Nhưng những ngươi phải nhớ là ngày nào cũng phải đem cho ta làm mạng cho ta một người. Bằng không thì ta sẽ đằng dân trở về kinh đô đó để bắt nhà ngươi và hoàng hậu giết trước. Thì thưa quý vị, trong lúc bây giờ đó đức vua tạ ơn rồi ra về. Khi trở về đó đồng buồn của đức vua rất là thảm não. Một hôm đức vua mới nhớ lại ngày mai sẽ đem một cái người tử tội ra chém tử hình, thì ông mới sai cái người đó thay mặt cho đức vua dâng bông hoa trái cây đến nơi. Vì hôm nay là hôm qua trẫm đã tọa lạc trong một khu rừng vì cái lời gian dối, cho nên ngươi hãy đem thay thế cho trẫm mà đem hoa quả đến để cúng dường, trẫm sẽ tha mạng sống cho nhà ngươi. Thì cái ngã tử tội mừng lắm, mình đã được đem là dân qua trong một khu rừng mà trở về cũng không có nặng nề gì đâu, mà được tha cái mạng sống, cho nên đi rồi đó ra đi. Nhưng mà người nào đi là người đó không trở lại, cô bác anh em. Đi rồi người đó sẽ chết hết trơn. Từ khi nạp mạng cái người tử tội, tội nặng cho đến tội nhẹ cho đến ra cái dân gian. Thì dân gian ở trong cái trống triều chính đó họ đã nghe tin rồi. Họ mới là bồng con dắt vợ đi sang qua nước khác để mà tẩu nạn của gã hung thần. Thì ông vua ông không biết làm sao cầm cản dân chúng được, cho nên lúc đó ông mới lên trên mặt thành quỳ xuống quy a về hướng kỳ sà hoàng của đức Phật, bạch cho đức Thế Tôn: hiện nay con mắc cái nạn của gã hung thần, nếu như ngài là có tâm lòng từ bi thì xin ngài hãy mở lòng từ bi để mà dùng thần thông để cứu con một thở, chứ hiện nay con không cách nào cầm được cái dân chúng ở trong cái kinh đô. Vì cái lòng tha thiết nhu cầu thành tâm của vua Ba Tư Nạc, cho nên đức Phật liền hiện thần thông tới nơi ở trong cái miếu của gã hung thần kia. Thì đây nói qua gã hung thần, ông đã hét gian dậy: giờ này đã chiều rồi mà đức vua không có y lệnh đem đến dân mạng cho ta một người, ta sẽ đặng dân trở về mà bắt vua để mà xé xác đức vua. Ông hét la vậy rồi tới chừng ông quay trở lại, ông thấy trong cái miếu có một ông cụ đàm là đức Phật đang ngồi chém chệ trong cái miếu của ông. Ông liền cười lên một tiếng cười rinh rảnh: hay lắm thay, phải lắm thay, có lẽ ông cầu đàm biết ta bụng đói tay run cho nên đến đây thay thế mạng cho đức vua mà nạp mạng cho ta chứ gì. Nói xong rồi ông vươn 10 cái ngón tay nanh vuốt liền xông vào trong miếu để xé xác đức Phật. Nhưng mà các cái phương tiện đó đều là vô hiệu nghiệm. Cái hào quang đức Phật di diệu của bác anh chị, cái tay của ông vừa chạm đến cái hào quang ông giật ra như lặng điện vậy đó. Lúc đó ông mới dùng thần thông quá lửa quá nước quá tên, từ trong cái giọt mưa nó có một mũi tên xông vào để giết Phật. Nhưng mà các phép nó đều vô hiệu quả. Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên trong một cái miếu. Sau khi hết phép xong rồi thì gã hung thần chắp tay thưa ngài: hôm nay con đã dùng hết thần lực rồi mà không giết ngài được, xin ngài cho con hỏi trong 5 điều. Nếu như mà 5 điều này nó mà ngài giải đáp được thì con sẽ bỏ cái nghề ăn thịt để quy y theo ngài mà tu hành. Bằng như ngài giải đáp không được 5 câu hỏi của con thì xin ngài hãy dâng cái xác thân tứ đại ngũ quẩn giả hợp này cho tôi dùng một bữa, vì hiện nay tôi đang đói. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ đức Phật tán đồng ý kiến với gã hung thần: ta đồng ý với cái ý kiến của nhà ngươi, nếu nhà ngươi hỏi mà ta không giải đáp được 5 câu hỏi nhà ngươi thì ta sẽ đem xác thân tứ đại ngày này dâng cho nhà ngươi dùng một bữa. Bằng ý cứ ta giải đáp được thì nhà ngươi phải làm đệ tử của ta. Thì nói trong đó là lúc bây giờ cái gã hung thần kia liền đưa ra 5 câu đố đó cô bác anh em à. Bây giờ hung thần đưa lên đố: xin ngài cho biết cái đêm nào tối hơn hết, lửa nào nóng hơn hết, cái nước nào sâu hơn hết, cái gươm nào bén hơn hết, và các gã ăn trộm nào tài nghề hơn hết. Đó là các câu đố thứ 5. Thì thôi vậy lúc bây giờ đó đức Phật ngài trả lời một cách thản nhiên: này gã kia, cái bóng rợp tối vô minh là cái đêm đó tối hơn hết, rồi ngã là cái bể tình ái là cái bể đó sâu hơn, cái biển đó là sâu hơn hết, cái nước cái lửa sân nộ là lửa đó nóng hơn hết, cái gươm trí huệ là gươm đó bén hơn hết, còn cái tư tưởng tà dại là gã ăn trộm tài nghề hơn hết. Đồng ý không? Cho anh đào hóa tay quá vậy. Vậy thì thưa cô bác anh chị em, trong cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương của đức Phật khi xưa nói đó, ngài nói rằng là nếu có tư tưởng có bằng hình tướng thì 3 cõi tam thiên đại thiên thế giới không sao chứa hết được, bởi cái tư tưởng của mình nó là nó không hình, ai tưởng sao cũng được, ai nhớ thì sao cũng được, cho nên cái tư tưởng nó nhốt đến nghĩa là không có tư bằng hình tướng. Nhưng mà nếu nó có bằng hình tướng thì không có chỗ nào chứa hết được, cho nên 3 cõi tam thiên địa thiên thế giới không chứa hết được. Cho nên giờ đây đó mình thấy được hiện nay mà cái người tu đó chúng ta phải so sánh 2 điều, một là giọng, 2 là chân. Trong kinh Tứ Thập 42 chương đức Phật nói tất cả chúng sanh từ du thủy tới nay
sở dĩ mà điên đảo đủ điều là bởi không biết học giống, đó là nghiệp nó dính liền với nhau như chùm trái ác xoa. Người tu hành không thể thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề là bởi không biết hai món chân và giọng. Nếu có tâm lầm lộn tu tập theo vọng niệm mà muốn chứng nát được đạo quả thì cũng ví như kẻ nấu khác mà muốn được thành trở thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp cũng không sao kết quả vậy. Thì cô bác anh chị em có đồng ý chúng tôi hiện nay người tu hành thì chúng ta cần phải diệt được cái tư tưởng xấu của mình, tư tưởng tà dại. Cho nên từ đó hôm nay đó, nếu nói về Phật thì thiếu chi hằng hà sao số Phật, nhưng là đó là hình thức bên ngoài. Mà nếu trong tâm mình mà chưa diệt được cái lòng tà, ví như cái người trồng ruộng mà để cỏ nó dại, nảnh cỏ cỏ lên, nảnh lúa lúa lên, cô bác anh chị, cho nên muốn lúa trúng phải cần sạch cỏ, muốn tánh linh phải bỏ lòng tà, rồi chớ luôn tuồn lỡ nửa Phật nửa ma, đến chết không ra gì cả. Đồng ý không? Cho đồng hả ta? Cho nên lúa mà trúng phải nhờ sạch cỏ, phải không? Cái người tánh linh phải bỏ lòng tà. Vậy thì hôm nay chúng ta người tu mà chúng ta không diệt được cái lòng tà quấy của mình thì biết đời nào chúng ta tiến đến cái chỗ quả gì Phật. Thì thôi, vậy thì chúng tôi trình bày cái khái lược. Vậy thì tôi không cần lại cần quyền ngồi đâu cũng sửa, là ám chỉ cho cái sửa đó, đó từ hành động, tư tưởng, ngôn ngữ, ba nghiệp chúng ta cần phải sửa. Nhưng mà cái sửa gì, tư tưởng là bên vô hình, bên trong là tự mình phải sửa mình. Mình uống nước mới biết được nước vấn đề nóng lạnh, tự mình biết thôi. Cho nên tôi thường nói cô bác anh chị em à, hiện nay có số người dẫn đoàn đi núi đó mà không lầm, dẫn cái ông đi núi nó đi, ông dẫn đi chung hang này, hang kính, hang 13 tầng, hang mẹ đẻ rồi đó. Nhưng mà chúng ta nói bà nào bà nấy về chiều rồi trầy mình trầy mấy hết trơn, áo quần vậy nó lem lúng hết trơn. Nhưng vậy là người ta xoay căng đó, xoay như vậy cũng chưa đúng đâu, xoay căng là tự mình xoay mình nè. Khổng Tử khi xưa nói là hành tàn hư thiệt tại gia tri, quả phước nhân do cánh chân thì. Ngài nói rằng làm việc tỏ kính nhà mình biết, quả phước nhân do lại hỏi ai. Tự mình làm mình biết chứ thử hỏi đi, hỏi ai như chung với cái hang đó, hỏi cái hang đó sao phải, phải không? Cho nên ông Ba Thế mới nói là đèn lồng một ngọn không soi, mãn lo cuộc thế mà quên coi việc nhà. Đồng ý cho anh đào phát tay nữa. Đèn lồng là đèn tâm mình á, không chịu soi mà đi soi bên ngoài không sao mình soi được, soi trầy mình trầy mấy hết trơn. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì tu không cần lại công gì, ngồi đâu cũng sửa. Vậy thì mới mau trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỹ thì thao ra đàn. Hai câu sau nó đáp lại hầu trước. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi lấy cái phần dẫn dụ so sánh đối chiếu chứng minh thì đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thời giờ có hạn. Dạ dạ, thầy mình có nói ra công lộc kỹ thì dạ, thao ra vàng, dạ, thanh lọc đó. Dạ, có cái cuốn sách và cuốn kinh nào mà nói về ao mà lọc ra vàng không? Chứ anh Mười cho biết, anh Mười coi kinh sách rất nhiều hơn tôi. Dạ, có cái kinh sách nào không biết nữa. Về kinh học lọc thao ra vàng, ông lọc cho ông cái đi. Về vấn đề kinh á thì nó rất nhiều kinh, nhưng mà nói về tâm trí đó là hai cái quyển kinh nói về tâm và trí đó, hai cái đó nói về thao là gia vàng này biết. Dạ dạ dạ, dạ. Tâm và trí. Và hiện nay đó có người ta muốn trở lại nội tâm đó, người ta mới biết được cái sự thanh lập đó là do nói mình tự mình thanh lập bên trong. Là trong bộ kinh Kim Cang á, trong bộ kinh Kim Cang là nói về tâm đó, có bộ kinh đó nói về vấn đề thanh lập nó, cô bác anh chị. Bởi vì chưa gặp lửa vàng thao hai sắc, mà gặp lửa rồi hai sắc khác nhau, vàng thì trước cũng như thao, còn thao rồi là sắc màu đổ luôn. Có cái cuộc thanh lọc bằng hình thức bên ngoài rồi bên trong nữa, tức là về tư tưởng của mình thanh lọc bên trong nữa, đó là trong cái bộ kinh Kim Cang. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi cũng có trình bày rất nhiều chỗ, nhiều nơi. Thì ở đây thôi, thời giờ có hạn, trong 4 câu hỏi của đồng đạo trải qua thời gian nó cũng rất dài rồi. Thì trước khi giải biệt cô bác anh em cho tôi lời nói sau cùng. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết là hiện giờ thầy chúng ta là một vị Phật mà hiện nay các nơi người ta đều có tôn xưng và biết được đó. Cái lời của nói của Đức Thầy đó thì những cái lời văn ngọt ngào ấm chuốt không có thể nào có thể bì được. Đó, ngọt ngào lời đảo thanh thao, đời còn mê muội đó chừng nào mới thôi. Đó, giọng thăng thụ tăng sĩ thanh thao như kiển, hạn đã lâu đó sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn nay nhờ mưa đường mà còn khát khao. Như vậy thì nhà văn người ta tặng thầy là mồm sông bút sấm, nó qua cái mồm cái miệng của thầy nói đó như một dòng sông đổ không ngưng không trệ. Cái hạ bút xuống để viết đó là tiên tri giai đoạn thời gian, nên gọi là bút sấm ký của trụ trạng trình Nguyễn Minh Kim khi xưa. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta tin tưởng lời Đức Thầy chúng ta nói, mà trước đây đó cô bác anh chị em, cái thời dân binh này nó chưa có tới đi.
người ta đi xe đạp, đi bằng xuồng, bằng ghe, không mà chúng ta không có đi bằng xe, bằng cái năng lực của vấn đề máy móc bây giờ. Nhưng bây giờ người ta tiến bộ lên được, người ta mới nhớ lại lời của Phật Thầy Thế An. Khi xưa đó, Phật Thầy Thế An ra đời năm 1849, năm Kỷ Dậu đó, Ngài mới tiên tri giai đoạn của đất nước Việt Nam sau này nó cực kỳ văn minh. Đó, sau này ngày sau tàu chạy trên mây dưới sông thương mãi ghe đi khỏi chèo, tranh đua bất luận giàu nghèo, dưới sông tàu chạy trên bờ xe đua, nam thanh nữ tú đều ưa, đường xa ngàn dặm mà xe đua có dài giờ. Cái câu này đó là Phật Thầy Thế An đó. Có xe hơi xe kiến dầu ra đường rầy, xe lửa chạy xa chạy gần, dưới sông thì tàu chạy rần rần, trên bờ xe kéo ngựa trần chạy đua. Cái này cũng Phật Thầy Thế An hết. Vậy thì rõ ràng kiển Long Châu sau có hai hồ, trời xui giữ vững mà cơ đồ hớn ban. Cái câu này ở trong cái quyển mà Kim Cổ Kỳ Quan. Hai hồ là gì? Đó là Tiền Long Văn, Hậu Thất Lĩnh, ám chỉ cho vấn đề người dòng sông cổ Long Văn, mình đã chỉa ra hai ngánh về sông Tiền và sông Hậu đó cô bác anh chị. Gọi là kiển Long Văn sao có hai hồ. Long là Long Châu đó, Văn là sông, ám chỉ cho cái chỗ mà Long Xuyên Châu Đốc đó, đã nó có chỉa ra vấn đề hai nhánh sông Tiền và sông Hậu. Cho nên từ đó hôm nay đó, sau này cô bác anh chị em mình ráng nghe. Sau này cái chỗ cái cầu mà Bắc Mỹ Thuận sở dĩ có lập rồi đó là Phật Thầy Thế An có viết ở trong cái quyển Tri Lưu Bưu Tích đã có tiên báo rồi. Sau này bà con nào đó người ta sưu tầm, người ta không biết đó, người ta mới quyển tầm ra cái quyển Tri Lan Bưu Tích của Phật Thầy Thế An. Thì lúc đó mới nói nước Nam Châu báo ngọc vàng các nơi xúm giật đem về Châu Lưu, bây giờ ai có công tu muốn cho khỏi khổ rắn tu khỏi sầu, sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu, núi Cấm Qua Lầu thì lộ vẻ gần đây. Như vậy là cái sông Tiền Mỹ Thuận là có, thì cái núi cũng quá cột, quá cấm, quá lậu, đâu có gì đâu khó. Đồng ý cho Trần phá tay luôn cái gì. Đó, thì những việc chương trình, những gì chưa có thì bây giờ đã có rồi. Đã đạt được cái niềm tin đó, cho nên mình đáng cố gắng tu. Tu cho sống sót mà coi người thượng cổ hẳn hoài tài ba, dựng nên quốc tịch dân hòa, ngoài đường mỹ tục mà trong nhà thường phong. Cho nên dòng hồng ngữ An Nam lập lại, đất Đồng Nai trở lại lắng bà. Dở sơn tô ngó thấy muôn nhà, bổ vật thực của mà vô số. Trân châu máu thị thiền quán phố, xưng thung hương dân số ba làng. Đạt ngũ hương nhất tổng hiệp tràng, thiền đô thị lập làng thanh mỹ. Cho năm ba thuê chiếu diệu hào quang, so bạc kho vàng ở trống khiếu chi. Tu hành chịu chữ hàng di, ngày sau phát huệ lưu ly báo màu. Sau này trên mấy nước cùng nhiều báo lạ là vậy đó cô bác anh em. Cho nên mình ráng tu ngang. Nghĩa là hôm nay ngài nói là sau này nữa, đó là nay núi rừng chim kêu dựng hú, sau rồi xem quy tụ thánh thần được trưng bày phép lạ phi thân, đầy hạnh phúc muôn dân thọ hưởng. Cho nên lời lành khuyên nhủ thế gian, rắn tu gặp đá quá vàng mà coi, hay đợi chờ xem núi đá quá vàng, cảnh lâm sang chớp cánh phụng hoàng, nhà thượng cổ sửa sang cho chúng mà. Vậy cho nên mình ráng cố gắng nha, thời gian này là thời gian tu để lập trăng kim công hạnh, để mà lập công bồ quả, để mà chờ đến cái ngày kia nó sẵn vị ngôi đó, dành thân thượng hạ. Hay là đêm ngày buồn ngủ vô hồi, kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. Người tiên cảnh thì đang dành sẵn cho mình đây nè. Nhưng mà dành sẵn cho ai? Dành sẵn cho con người làm hai điều nhân và nghĩa của bác anh chị. Hiện nay cô bác anh chị em biết là mình đi cầu nguyện nè, rồi mình đi nghĩa là trợ thế giúp đời thi dân bố đức, tạo tác phước điền tu kiều bồ lộ, làm tất cả những cái công tác từ thiện này đó, là chúng ta trang nghiêm công hạnh hai điều nhân và nghĩa. Mà hiện nay Đức Thầy đang chờ đợi cái người con mà, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi ở trần, sự trọn nghĩa nhân quyết làm tôi Phật đó gửi thân liên đài. Giờ đây chúng ta làm hai điều nhân nghĩa, Đức Thầy đang chờ đợi nó. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần. Giờ đây chúng ta ráng làm hai điều nhân và nghĩa. Nếu hôm nay mà tắc ẩn tri tâm nhân chi đông giả, thấy khổ không thương không gọi là lòng nhân. Đã, cho nên từ đó chúng ta phải thấy cái khổ của người ta, chúng ta phải chia sớt nó trong cái bài khuyên người về lòng hướng thiện đó. Cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu, muốn cho rắn nặng quá cụ, xả thân làm phước thì diêm phù nó vượt qua. Giờ đây chúng ta thấy cái cảnh khổ, chúng ta phải chia sẻ nó cô bác anh chị em à. Cho nên nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc thì ai cho là nghèo. Nếu là hôm nay chúng ta nhân nghĩa chúng ta thiếu đi, chúng ta cần phải lo. Còn tiền bạc ngày nay là không có, ngày mai chúng ta là cũng có. Cho nên tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tạo thiên kim. Tiền tài như đất như cát, mà nhân nghĩa như vàng như bạc. Giờ đây chúng ta làm những điều nhân nghĩa này là những điều của Thầy đang chờ đợi đó cô bác anh chị. Đã con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật Thánh tiên thần phước dư, cho đâu như thể bay trừ, loạn lưng can kỹ mà bất từ bất lương. Vậy thì người con lành của Phật giáo hòa hảo, chúng ta làm hai điều nhân nghĩa, hiện nay chúng ta đang thực thi nó. Vậy thì thời giờ có hạn,
Vì thì trước kia giả biệt của bác anh chị em, chúng tôi xin tặng quý vị 6 câu trong cái quyển tác giả Kim Cô Kỳ Quang: việc đời không nhớ là hay, mà việc đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn. Làm dữ cũng có tiếng đồn, làm lành tiếng nổ như cồn Thái Sơn. Dạy đời lấy đạo là khôn, mà lấy đời giả đạo là chôn lấy mình. Cho nên nói chi cho mệt thao hơi, nói hoài cũng vậy bỏ rơi tiêu trần. Cho nên phải nói nhiều lần, chẳng tin mà cải cõi trần tiêu tan. Nghe mà chẳng bỏ tham gian, nghe kinh nghe giảng nhưng mà cái tham với cái gian mình không chịu bỏ. Nghe mà làm dữ chẳng an người nào, nghe mà chẳng bỏ hỗn hào, nghe mà chữ lộn ào ào nghe chi. Nghe mà không giả từ biên, nghe mà còn nhớ sân chi làm gì. Nghe mà uống rượu ly bì, nghe mà chọc gái làm gì nên trai. Nghe mà mẹ nói đôi hai, nghe mà bài bạc gái trai luôn tồn. Cho nên Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng sông ghi lời, để sau đến việc biết đời bây giờ chưa thấy, nói thời chưa tin. Thưa quý vị, thời giờ có hạn, thì trước khi giả biệt, một lần nữa không quên đốt nén hương đồng, nguyện cầu hồng ân tâm bảo qua đinh Đức Thầy, gia trì hộ độ hương linh người quá cố, cũng như cử quyền chung của chúng ta về cõi âm, sau khi nghe qua giáo lý Phật giáo hòa hảo, đều được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật. Và các cõi dương chúng ta đồng phát tâm bồ đề, giống mảnh tinh tấn tu hành, để làm hai điều của Đức Thầy giao phó là nợ thế âu tròn toàn nợ thế, đường tu sớm liệu chẹn đường tu. Và đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.